Rồi, ok, bữa nay mình sửa B1 Preliminary for School Trainer Tacit Reading. Ok, Tacit Reading. Ok, mình sửa Tacit Reading Part 1, Number 1. Enrique, I just read that novel you lent me. Truly enjoyed it, so I'm feeling sad I finally finished it. Just wondering if you got idea for anything else I might like as much, Cathy. Nội dung là gì? Cathy gửi cho Erica. Rồi, tôi đã hoàn tất cái quyển tiểu thuyết mà bạn cho tôi mượn. Thật sự rất là thích nó. Bởi vậy rất là buồn khi mà cuối cùng đọc hết nó rồi. À, cho nên đang wondering, tự hỏi là nếu mà bạn có cái ý tưởng nào cho cái gì khác mà I might like, hay là tôi có thể thích không? Có nghĩa có đề xuất cái cuốn tiểu thuyết nào khác để đọc hay là cái gì khác để làm không đó các bạn? Về cái nội dung này nè, thì câu A, Cathy is upset that Erica hasn't returned the book she borrowed, là sai. Cathy rất là tức giận bởi vì Erica đã không trả lại quyển sách mà cô ấy mượn. Đâu có nói đâu, thông tin này sai, quá sai luôn ha. Cho nên câu A này mình bị không đúng. Câu B, Cathy disagree with Erica about the book they both just read. Ok, they both just read. Cathy thì không có đồng ý với Erica về cái quyển sách mà cả hai bọn nọ họ đều đọc. Không có nói ha, thông tin này không hề đề cập gì tới cái viện Cathy và Erica không đồng ý với nhau. Vậy chỉ còn câu C thôi. Cathy wants some suggestion about what she could read next. Cathy muốn một vài cái lời đề nghị về cái chuyện mà cô ấy sẽ đọc tiếp cái gì. Ok, đó là thông tin đúng các bạn. Vậy mình chọn vô câu C. Ok. Rồi, ok, qua câu 2 ha. Please do not leave bicycle here. Entrance in you 9 day. Cycle park behind the building. Rồi, vui lòng đừng có để xe đạp ở đây. Cái lối vào được sử dụng ban ngày lẫn ban đêm. Cái chỗ mà đậu xe đạp á, thì nó đằng sau tòa nhà. Ồ, vậy câu A là gì? This entrance is only for you by cyclists who need to enter the building. Thông tin này không có nói. Cái lối vào này chỉ được sử dụng cho những người chạy xe đạp. Cái người mà cần đi vào trong tòa nhà. Rồi, sai ha, không có nói. Câu B, you will prevent people entering and leaving if your bicycle is left here. Bạn cần phải ngăn người ta, cái người mà đi vào, entering là vào, leaving là đi ra, nếu mà họ để xe đạp ở đây. À, ok, vậy là thông tin này là đúng nha. Rồi, mình chọn luôn. Rồi, chút xíu mình coi câu C nó sai cái gì. There's somewhere you can leave your bicycle opposite the building. Nó sai chỗ opposite the building. Người ta ở bên kia mình là gì? Đằng sau tòa nhà, behind the building nè, chứ không phải opposite các bạn, không phải đối diện. Có một cái chỗ nào đó mà bạn có thể để xe đạp opposite the building, chỗ này bị sai. Ok, rồi mình qua tiếp câu 3. Câu 3 nội dung là gì đây? New message, có một cái tin nhắn mới. Ok, từ ai? Mr. Davinson to student. Ok. Thank for attending the film show yesterday and the director interesting talk. The question you asked him and a lively discussion in class afterward. So you really thought about the film. Cảm ơn đã tham dự buổi chiếu phim ngày hôm qua và cái cuộc nói chuyện rất là hấp dẫn với đạo diễn, những câu hỏi mà bạn hỏi ông ấy và cái buổi thảo luận ở trong lớp ngay sau đó cho thấy bạn thật sự nghĩ gì về bộ phim. Ok, vậy ở đây ông Mr. Davinson đã liên hệ với sinh viên vì sao? Why ha? Tại sao? To give her opinion of the film they watched together. Ý này bị sai ha các bạn. Không có nói gì về cái việc mà cho để đưa cái ý kiến của ông ấy về bộ phim hết mà họ đã xem cùng nhau. Câu B, to suggest that they should spend another lesson talking about the film. Để đề nghị rằng họ nên trải qua một cái cuộc hoặc là một cái bài học khác để nói chuyện về cái bộ phim. Ý này cũng không đúng luôn. Ok, vậy còn lại câu C,
to congratulate them on the way they took part in the film event, để chúc mừng họ về cái cách mà họ đã tham dự cái buổi sự kiện chiếu phim. Vậy cái này là đúng ha các bạn. Ok, vậy mình chọn luôn C. Rồi, qua câu 3. Okay, under 16 sailing club now taking new member, limited spaces available. Club meets every Saturday. Come along, free, quickly or monthly. Rồi, ok, câu lạc bộ đi thuyền dành cho người dưới 16 tuổi. À, bây giờ đang tuyển dụng thêm cái thành viên mới, hội viên mới. À, số chỗ trống thì nó giới hạn, cho nên là câu lạc bộ sẽ gặp vào mỗi thứ bảy. Come along, hãy tham dự ha. Come along là nào nào, hãy tham dự. Ok, cái tiền phí thì tính vào mỗi tuần hoặc là mỗi tháng. Vậy ở đây mình có ba cái. A, young people have the chance to learn some new water sports at the club. Đúng hay sai? Câu này nó bị sai chỗ young people. Ở đây chỉ dành cho người dưới 16 tuổi thôi. Còn young people thì nhiều lắm, cho nên nó bị sai cái chỗ này. Câu B, you don't need to pay for the several sessions in advance at the club. Bạn không cần thiết phải trả cho nhiều phần, trả trước cho nhiều cái bài học á, khóa học. Ok, at the club cho câu lạc bộ này, thông tin này đúng ha. Mình chỉ cần phải trả phí vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng thôi, chứ không cần trả quý hoặc năm. Ok, to become a member at the club, apply by Saturday at the latest. Muốn trở thành hội viên của câu lạc bộ thì bạn sẽ phải apply by Saturday, nộp đơn trước, ít nhất là trước thứ bảy. Thì không phải, ở bên đây mình có cái thông tin của thứ bảy. Nhưng mà thứ bảy là họ làm gì? Họ gặp nhau để có thể là đi thuyền đó bạn, chứ không phải là để nộp đơn. Vậy thông tin đó bị sai. Ok. Ok, câu cuối cùng ha, câu 5 ha các bạn. Latest news. Ok, cái tin mới nhận được. Despite previous difficulty between member, pop band Melt has just announced a concert tour later in the year. Cái mặc dù những cái khó khăn trước đây giữa những cái thành viên, thì cái ban nhạc pop là tên riêng là Melt vừa mới thông báo một cái tour lưu diễn hoặc một cái tour mà cho buổi hòa nhạc later in the year là muộn vào năm nay. Ok, là sẽ sắp diễn ra đó các bạn. Tickets on sale from ticket agent soon. Vé thì sẽ được bán từ ngay chỗ cái hãng hoặc là cái đại lý bán vé. Ticket agent là cái mấy cái chỗ mà quầy vé sớm. Ok, watch this website for detail. Hãy theo dõi trang web này để biết chi tiết. Như vậy ở đây câu A, to attend the Melt Tour concert, check the site regularly to find out more. Để tham dự cái buổi diễn của ban nhạc Melt này nè, thì hãy kiểm tra cái trang web này thường xuyên để biết thêm thông tin. Ok, đó là đúng hết các bạn. Còn câu B và câu C nó sai chỗ nào đây? Câu B, you should be able to buy tickets from Melt concerts on this website. Nó sai chỗ mua vé ở trên trang web, không phải, trang web chỉ cung cấp thông tin thôi. Mua vé thì bạn phải ghé mấy cái chỗ ticket agent này nè. Rồi, Melt has just started tour again, even though they have problem in the bank. Họ có vấn đề về ban nhạc. Mình không có nói, họ chỉ có những cái khó khăn giữa các thành viên, chứ không phải là vấn đề này là nghiêm trọng, không phải. Ok. Rồi, ok, mình qua sửa Texas Reading Part 2 ha. The people below all want to find a department store to visit in the city. Những người ở bên dưới đây đều muốn tìm kiếm một cái cửa hàng bách hóa để đến ở thành phố của họ sống. On the opposite page, there are description of 8 department store. Ở bên trang đối diện thì nó có cái mô tả của 8 cái cửa hàng. Decide which department store will be the most suitable for the people below. Mình quyết định xem là cái cửa hàng nào thì nó thích hợp hoặc nó phù hợp cho người nào ở bên dưới ha các bạn. Có người từ số 6 cho đến số 10. Ok, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mỗi người các bạn lưu ý nó đều có những cái đặc điểm hết. Thì như vậy thầy nói rồi, các bạn nên đọc lướt qua để mình nhớ, chứ đừng có đọc một lần từng người qua anh kia kiếm mất thời gian lắm ha. Mình đọc xong mình nhớ trong đầu. Rồi mình đánh dấu những cái từ khóa. Ví dụ Jasmine would like to find a store where they can eat outside. Ok, eat outside là ăn ở bên ngoài. And her dad wants somewhere known for its good quality suit. Ok, và ba của anh ấy thì muốn một cái nơi nào đó mà nổi tiếng về những cái bộ đồ mà chất lượng tốt. Ok, they also want to buy necklace for Jasmine mom. Họ cũng muốn mua dây chuyền cho mẹ của Jasmine.
Peter want to buy some special sweet for her grandmother's birthday. Rồi kẹo ha. And his older sister, và chị của cô ấy là Nell, want to see latest woman fashion, cũng muốn xem những cái quần áo mà thời trang gần nhất cho phụ nữ. They also need to buy new tennis t-shirt without spending a lot. Họ cũng cần mua những cái áo thun mà dành cho chơi tennis mà không phải chi trả nhiều tiền. Vậy chút xíu nếu mà có đồ thể thao mắc tiền thì không phù hợp ha. Đồ thể thao mà phải rẻ tiền. Maria want a store selling clothes that deal material produce without damaging the environment. Maria muốn một cái cửa hàng bán quần áo sử dụng những cái vật liệu mà nó sản xuất mà nó không có phá hoại môi trường ha các bạn. Ok, her mom would like somewhere that had great customer service and a beautiful inside. Mẹ thì muốn một cái nơi nào đó mà có cái dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt ha. Ok, và bên trong thì đẹp. Rồi, John enjoy cooking and want to buy some unusual ingredient. Ingredient là nguyên vật liệu mà nó không có bình thường. Tức là những cái nguyên vật liệu này có thể là hiếm. He parent like store that has been in the same building since they were young. Còn ba của anh ấy thích một cái cửa hàng mà nó ở trong một cái tòa nhà kể từ khi ông ấy còn rất trẻ. Tức là hồi xưa ông ấy mua đâu giờ mua đó. That has great toy for John Young sister, mà nó có bán những cái đồ chơi dành cho chị hoặc là đây Young sister vậy là em của John hả bạn. Rồi ok tiếp. Samuel and Mark want to visit store with a good selection of chess set. Samuel và Mark muốn thăm một cái cửa hàng, ghé cái cửa hàng mà nó có cái bộ sưu tập về cờ. Rồi, they like to have some delicious ice cream and buy something made in store to eat later. Họ muốn mua một ít kem mà ngon ha. Ok, delicious, ngon miệng. Hoặc là mua cái thứ gì đó, or something made in the store, làm ở tại cửa hàng và ăn sau này. Chút xíu đem về ăn, có thể take away hay gì đó. Ok, đó là năm cái câu bên tay phải, tên trai trái của các bạn. Rồi, bây giờ các bạn mới dạo qua, mở qua bên tay phải, mình mới đọc ha. Ok, những cái cửa hàng sau đây. Department store, Hornwood. Ok. People often visit Hornwood just for the display of light that makes it so attractive to the shop here. It was the first to sell clothes made of pure natural cotton, drawing conditions that avoid creating pollution. The assistant applied and will help with any question about goods. Ok, người ta thường ghé thăm Hornwood bởi vì cái trưng bày của những cái ánh đèn làm cho cái cửa hàng ở đây rất là hấp dẫn. Và nó cũng là cửa hàng đầu tiên bán những cái quần áo mà làm từ những cái sợi vải thiên nhiên, tinh khiết, được trồng trong điều kiện mà tránh ô nhiễm môi trường. Cái người trợ lý bán hàng hoặc là những người phụ bán hàng ở đây thì rất là lịch sự và sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về hàng hóa. Ok, khi mình đọc tới đây nè, mình thấy nó phù hợp với cái câu số 8 hồi nãy bên đây nè các bạn. Số 8 ha, nó có được những cái ý nổi bật luôn. Đây nè, Maria muốn cái quần áo và ở đây là không phá hủy môi trường, ở đây là dịch vụ khách hàng tốt. Vậy thì mình đánh vô đây là câu số 8. Ok, thì để gì khỏi chạy qua chạy lại cho nó bị nhá nhá ha. Rồi mình đồng thời mình đánh dấu ở đây. Đây, đó, các cái điều kiện ha. Và ghi chú ở đây câu số 8 luôn, để hồi mình khỏi mất công lộn. Rồi ok các bạn. Ok, mình đi dọc xuống tới câu C. Tenford, cửa hàng nè. Tenford, this store is popular for its range of good quality sportswear at very reasonable prices, which is hard to find elsewhere. And on the ground floor, you find display of their famous handmade candy, great for celebrations. And Tenford is always the first to offer new design in men and women clothing too. Rồi, cái cửa hàng này thì rất là phổ thông, hoặc là ở đây mình dịch là phổ biến ha, hoặc là nổi tiếng gì đó, với cái quần áo thể thao mà chất lượng cao, nhiều loại quần áo thể thao chất lượng cao với giá cả hợp lý mà bạn khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác. Ở trên tầng trệt bạn sẽ thấy sự trưng bày của những cái kẹo mà làm bằng thủ công nổi tiếng, rất là tuyệt vời cho các lễ kỷ niệm ha. Và Tenford thì cũng là cửa hàng đầu tiên cung cấp các thiết kế mới của quần áo nam và nữ. Ok, vậy hồi nãy mình đọc mình thấy bên đây nè, cái ý của số 7 á các bạn, nó có cái ý nè, thứ nhất là kẹo, thứ hai là quần áo dành cho nữ mà
thời trang ha, fashion, woman fashion. Thứ ba là quần áo, áo thun tennis mà nó without spending a lot, có nghĩa là phải giá cả hợp lý, thì nó phù hợp với cái bên đây. Mình bên đây mình thấy gì đây? Thứ nhất là kẹo, thứ hai là những thiết kế mà quần áo phụ nữ, new design, thì bên kia là fashion, và cái thứ ba là đồ thể thao có cái giá cả hợp lý. Vậy nó đúng match với cái ý số 7. Mình qua số 7 mình đánh vô. Ok, để mình đánh C. Còn này mình ghi số 7 vô nè, mình khỏi nhầm. Ok các bạn. Rồi tiếp tục mình lướt xuống câu E, thì mình thấy ở đây mình có environmental friendly material, là cái vật liệu thân thiện với môi trường mà nãy mình vừa mới chọn rồi. Nên thôi mình đi xuống câu G. Ok, fought on Metrov. The cafe here is a fantastic meal, but also has amazing chocolate and frozen dessert up on Kai. And the baker produce fantastic biscuits and cake to take away. Upstairs, you find a display of toys and also a huge range of board games together with instructions to help you play. Quán cà phê ở đây cung cấp những cái bữa ăn tuyệt vời, cũng như là sô-cô-la ngon tuyệt, và những cái món tráng miệng mà lạnh của tất cả mọi thứ nhiều loại ha. Những thợ làm bánh ở đây thì sẽ sản xuất ra những cái bánh quy tuyệt vời và các loại bánh để cho bạn mang đi. Ở trên tầng trên, tức là khi bạn đi lên lầu là upstairs đó, bạn có thể tìm thấy, bạn có thể thấy cái sự trưng bày của nhiều loại đồ chơi, cũng như là hàng loạt những cái môn cờ mà sử dụng ván cờ, board game, là những cái loại cờ mà có bàn cờ, ví dụ cờ tướng của mình cũng là một loại đó ha các bạn, cờ vua. Ok, và cùng với cái lời hướng dẫn để giúp cho bạn chơi. Vậy mình thấy nó nổi bật lên cái ý mà hồi nãy mình thấy ở bên kia có cái ông nào cũng đi kiếm cờ đó ha, là câu số 10 đó. Rồi có kiếm bánh mà có thể mang về nè, rồi frozen dessert up on Kai là cái tráng miệng mà kem đông lạnh, thì bên kia nó là kem đó các bạn đó. Qua câu số 10 nè, thấy không? Đây, chess set ha, là những cái bộ cờ, chơi cờ. Rồi delicious ice cream và made in the store to eat later, là bên kia là take away đó. Vậy bên đây mình sẽ đánh vô là câu gì? G, đúng không? Rồi qua bên đây mình đánh vô câu số 10. Ok. Rồi xong, mình qua bên phải của nó hồi nãy mình chưa có đọc ha. Thì bây giờ mình qua cột bên phải mình đọc đi xuống. Rồi ngay cái câu B mà cửa hàng Roger này nè. Các bạn nhìn vô các bạn thấy board game like chess liền. Ok, mà cái này là cái trò chơi môn chơi cờ mình lại vừa mới chọn bên kia rồi, như vậy chắc chắn câu này không có. Rồi dọn lại tới D ha. Pattern. Pattern has been here since it opened in 1930. And still it has it huge glass door, beautiful window, first floor fantastic for children as it packed with everything to play with at reasonable prices. And downstairs you find huge selection of amazing fresh foods rarely found elsewhere. Barton đã mở cửa hàng ở đây kể từ năm 1930, có cái cửa bự, cửa kính bự và nhiều cái cửa sổ đẹp. Tầng 1 thì rất là tuyệt vời cho trẻ em, vì nó có nhiều cái đồ chơi để chơi với cái giá cả hợp lý. Ở tầng dưới, khi mà bạn đi go downstairs đi xuống lầu, thì bạn sẽ tìm thấy một cái bộ sưu tập khổng lồ của những cái thức ăn tươi mà hiếm tìm được ở nơi nào khác. Vì rõ ràng đây mình thấy nổi bật ba ý. Thứ nhất, tòa nhà này xây dựng lâu rồi ha. Ok, cái thứ hai nó là có đồ chơi trẻ em, và cái thứ ba có nguyên vật liệu nấu ăn hiếm. À, vậy mình quay qua đây mình ra lại thì nó phù hợp với câu số 9. Câu số 9 còn lại ở đây là John enjoy cooking nè. Kiếm nguyên vật liệu hiếm, unusual ingredient. Rồi in the same building since they were young, là ở một cái tòa nhà mà cùng tòa nhà mà khi họ còn trẻ, thì năm 1930 tới nay lâu rồi. Red toy, có đồ chơi. Vậy câu số 9 mình đánh vô là D. Rồi qua đây đánh vô D thì mình gõ vô là câu số 9. Rồi ok các bạn, mình xuống câu F ha. Davison. This traditional looking store opened in 1860 is still offer high class fashionable goods at reasonable prices with many made from natural material. The main clothes are particularly recommended, and there also an area selling nothing but beautiful jewelry. Oh, chữ này mình đọc là jewelry, có hai âm thôi chứ không phải là jewelry ha, jewelry. And on Fridays, try the rooftop restaurant
The food is fantastic. Okay. Cửa hàng trong rất là truyền thống này mở cửa năm 1860 và vẫn cung cấp những cái hàng hóa thời trang cao cấp với giá cả hợp lý, với nhiều cái đồ mà làm từ vật liệu thiên nhiên, quần áo nam thì đặc biệt được giới thiệu. Cũng có khu vực không có bán gì khác ngoài nữ trang xinh đẹp. Vào cái ngày mà đẹp trời thì bạn có thể thử cái nhà hàng ở trên tầng rooftop, là tầng trên cùng, tầng thượng á, với thức ăn thì rất là ngon tuyệt. Vì rõ ràng nổi bật ở đây mình thấy được ba ý. Ý thứ nhất là hồi nãy còn lại một duy nhất một câu số 6 thôi các bạn. Câu số 6 là phải có, thứ nhất là nhớ không, dây chuyền nè, rồi ăn ở ngoài và có quần áo nam. Đây, bên đây câu số 6 nè, ăn ở ngoài, nổi tiếng về những cái quần áo mà chất lượng, đồ mà chất lượng. Rồi thứ ba là thời trang hoặc là dây chuyền. Vậy thì nó đúng rồi. Mình đánh vô câu số 6 là F và đồng thời qua bên đây gõ vô F là 6. Rồi hết câu cuối cùng. Ok xong ha. Rồi mình sửa test 6 part 3 từ câu 11 tới câu 15. Đầu tiên thì các bạn phải đọc qua các câu hỏi để nắm nội dung của bài trước, sau đó mới quay vô bài để kiếm ý. Giả sử các bạn đọc câu hỏi rồi ha. Ok, we're watching trip by Jack Madison 15. Một cái chuyến đi ngắm cá voi thực hiện bởi Jack Madison 15 tuổi. Ok, a while ago, my friend Oliver was telling me about we're watching trip she's been on in Canada. Cách đây không lâu, bạn của tôi là Oliver kể cho tôi nghe về một cái chuyến đi ngắm cá voi mà cô ấy đã trải qua ở Canada. I wanted to tell her I were about to do the same thing up the north coast of the UK where my grandparents live. Tôi đã muốn nói rằng tôi sắp sửa làm một cái chuyến tương tự ở ngoài khơi của biển Bắc của Anh, nơi mà ông của tôi sống. Well, had recently appeared there again, and my grandparents were convinced we see some. Cá voi gần đây lại xuất hiện và ông của tôi tin rằng chúng tôi sẽ thấy một vài con. So I was sure my trip would be as good as Oliver. Vì vậy thì tôi chắc rằng cái chuyến đi của tôi nó cũng tốt như cái chuyến đi của Oliver. But then I saw some review of the trip my dad has booked for us, when no one had seen any whale at all. Và rồi tôi đã xem một vài cái nhận xét về cái chuyến đi mà ba tôi đã đặt cho chúng tôi, khi mà không có ai nhìn thấy bất kỳ con cá voi nào. So in the end, I decided not to tell Oliver anything about my trip in case it wasn't successful. Và như vậy cuối cùng thì tôi quyết định là sẽ không nói cho Oliver bất kỳ cái gì về thông tin về chuyến đi của tôi trong trường hợp nó không thành công. Ok, vậy nguyên cái khúc này trả lời cho câu 11. Mình qua câu 11 xem người ta hỏi cái gì. Jack wasn't keen to mention he will trip, will watching trip to Oliver because Jack không có mục thích đề cập đến cái chuyến đi ngắm cá voi của anh ấy với Oliver. Bởi vì sao? Thì ngay chỗ này nè, các bạn thấy lúc đầu thì thích nhưng mà sau đó quyết định là không. Bởi vì anh ấy đọc một vài cái nhận xét và anh ấy nó có rất là nhiều người là nói là họ không có nhìn thấy cá voi bởi vì không có nói nữa trong tình huống mà nó không gặp. Như vậy ngay chỗ này là nổi bật cái ý của câu 11. Mình lấy thông tin mình qua mình trả lời. Câu 11 có phải mình chọn cái ý của nó là B không? Ok. Jack không muốn đề cập cái chuyến đi ngắm cá voi của anh ấy với Oliver bởi vì anh ấy đã đọc một vài cái báo cáo tiêu cực về nơi mà anh ấy sắp sửa đi. Vậy mình chọn lại ngay chỗ 11 là B ha. Ok các bạn. Rồi, xuống với đoạn 2 ha. Anyway, Dad and I set up on our trip with that idea. It was fantastic. Dù sao đi nữa, ba và tôi cũng bắt đầu chuyến đi, mà đó là cái ý tưởng của cha tôi và nó rất là tuyệt vời. Traveling out to the sea on tour boat with our guide, we soon reach the port where whales often appear. Đi ra ngoài khơi trên một cái tàu mà có hướng dẫn ha, thì chúng tôi sớm đến cái địa điểm nơi mà cá voi thường xuất hiện. Then we waited and nothing happened. Và rồi chúng tôi chờ đợi không có gì xảy ra. I was sure this wouldn't last though. Và tôi chắc rằng cái điều này thì nó không có kéo dài mặc dù là như vậy. People kept calling out. They seen one, which were exciting, but then it turned out they were wrong. Người ta luôn hét lên khi người ta thấy một cái gì đó mà điều này rất là phấn khích. Nhưng rồi nó quá ra, turn out là bằng become. They were wrong,
Nó hóa ra là bọn họ sai. Then finally, I saw something move under the water. A minke whale. Ok, cuối cùng tôi nhìn thấy một cái gì đó di chuyển dưới nước. À, một con cá voi minke. So I felt like a hero for the rest of the trip. Và tôi cảm thấy như là một anh hùng trong suốt phần còn lại của chuyến đi. Vậy nguyên cái khúc này sẽ trả lời được cho câu số 12. Câu số 12 ta nói on the boat, the whale watching boat. On board, the whale watching boat. Check, chấm, chấm, chấm. Ở trên cái thuyền mà đi ngắm cá voi, ở trên mạn thuyền á, thì check làm sao? Rồi, đáp án của mình sẽ là câu A ha. We're proud to be the first person to see a whale. Ok, các bạn đánh dấu vô, trả lời luôn. Rồi, qua bên đây mình thấy nó nằm ngay chỗ này nè. Sau khi suốt chờ đợi không thấy thì ngay chỗ đen phái nô lỉ. Đó, anh ấy thấy được con cá voi minke và anh ấy là cảm thấy giống như anh hùng vậy đó. Trong suốt cái chuyến đi như vậy, Jack cảm thấy như thế nào? Cảm thấy như là anh hùng. Ok, rồi, xuống đoạn 3 ha. The whale were a wonderful sight with its heel back not far from the boat. Cá voi thì là một cảnh tuyệt đẹp với cái lưng khổng lồ của nó mà không xa từ mạn thuyền. Our guide says it were around 5 tons in weight and around 10 meters long. Cái hướng dẫn của chúng tôi nói rằng nó khoảng 5 tấn, nặng 5 tấn và dài 10 mét. Yes, it by its side. It swam alongside us at speed and with little effort. Ồ, mặc dù cái kích thước của nó thì nó lại bơi dọc theo chúng tôi với tốc độ mà tốc độ nhanh ha, mà với rất là ít nỗ lực, à, bơi nhẹ nhàng luôn. We waited to see if more appear and sometime later we saw three more some distance away that kept diving under the water and come up again. Then just after I filmed them, they disappear. Chúng tôi đợi để xem có con nào xuất hiện nữa không, và một ít lâu sau thì chúng tôi thấy thêm ba con nữa từ xa. Chúng nó lặn ở dưới nước và rồi lại trồi trở lên. Nhưng mà khi sau đó khi mà tôi quay phim chúng thì chúng biến mất. Ok, vậy mình đọc cái khúc này mình trả lời được cho câu số 13. Câu số 13 ta hỏi gì đây? When Jack saw the minke whale thì anh ấy sao? Impressed that it moved through the water so easily. Nó thể hiện qua cái khúc này nè các bạn. Bạn thấy chút này không? Yes là bằng however, despite its size. À, thì it swam along us as big and with little effort. Rồi, đánh dấu vô. Còn mấy cái phần câu còn lại tí xíu các bạn dịch xem nó có nói hay nó có sai chỗ nào hay không. Ok, rồi mình qua đoạn cuối cùng. Under the water less deep around the coast, larger whale species appear in the area with minke whale feeding on fish. Mặc dù nước thì nó ít có sâu ở chung quanh bờ biển, nhưng mà những cái loài cá voi lớn hơn có thể xuất hiện ở khu vực mà có cá voi minke để tìm kiếm thức ăn là cá. Ha. Ok, but minke are curious creatures. Nhưng mà minke thì nó là loài sinh vật rất là tò mò. So they more likely to approach tourist boat with word why we were successful. Vì vậy thì chúng nó dường như là thích tiếp cận hoặc là thích gần những cái thuyền du lịch. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi lại thành công. Then later, up on the cliffs, we look out to the sea, searching for signs of whale. Và rồi sau đó, chúng tôi leo lên vách núi, nhìn ra ngoài biển để tìm kiếm dấu hiệu của cá voi. Sometimes seabirds diving into the water means whales are around. Thỉnh thoảng thì những cái loài chim biển nó lặn sâu xuống dưới nước, có nghĩa là cá voi thì ở gần đó. As they stealing the whale's meal, có nghĩa là bởi vì chúng nó đang ăn trộm cái đồ ăn của cá voi. We were unlucky sadly, but we be back. Rồi, chúng tôi thật là không may, buồn quá. Có nghĩa là không nhìn thấy con cá voi nào hết. Và we be back, chúng tôi trở về. Ok. Rồi, giai đoạn này sẽ giúp mình trả lời được cho câu số 14. Câu số 14 ta hỏi gì? Jack suggests minke whale appear in the same area as the boat because Jack nói rằng loài cá voi minke xuất hiện ở cùng cái khu vực mà của chiếc tàu du lịch. Bởi vì sao? Đáp án mình là gì? B hả các bạn? Ok. Bởi vì chúng nó bị attracted, thu hút bởi cái sự đến, tức là sự có mặt của những cái du khách. Nó là một cái loài tò mò mà. Đúng không? Hồi nãy mình đọc bên đây nè. Ok.
But Minky, okay, Minky a curious creature, more likely to approach tourist spot là loài tò mò, cho nên chúng nó dường như thích gần những cái tàu du lịch. Vậy ngay chỗ này nó là câu hỏi số 14 đó các bạn. Rồi còn câu cuối cùng, câu 15. Ok, mình qua đây ha. What would Jack text to his grandparents about the whale? Jack sẽ nhắn tin gì cho ông về cái chuyến đi ngắm cá voi? Ok, vậy đáp án của mình là gì các bạn? Ok, vậy các bạn phải đọc và loại từ từ với cái câu 15 này, là nó có khi nó sai một từng phần thôi. Ok, I send you my video of the group of whales. They only appear briefly, so they weren't as interesting as the first one we saw. Tôi sẽ gửi cho ông, cháu gửi cho ông cái video về cái nhóm cá voi. Chúng nó chỉ xuất hiện ngắn thôi, cho nên chúng nó không hấp dẫn như là cái the first one we saw, cái lần đầu tiên mà chúng con nhìn thấy nó. Thì cái ý này nè, nó bị sai. Nó sai ngay chỗ cái ý này ha. Tiếp tục câu C ha. I must take you up to the cliff to look for whales. We seen them every time we been there so far. Con phải dẫn ông lên cái vách đá để xem cá voi. Chúng con đã nhìn thấy chúng mỗi lần mà chúng con ở đó. Vậy là bị sai rồi, lên vách đá có thấy con nào đâu. Thất bại không rồi, cuối cùng đi về nhà mà. Ok, tiếp tục qua câu D ha các bạn. Dad says he really wanted to go to Canada to watch whale like my friend Oliver, but now we're really happy we came here. Ba nói là ông ấy rất là muốn đi Canada để xem cá voi giống như bạn của tôi là Oliver. Thì bạn nhớ lời đi, ba với lại dẫn mình đi đâu vậy các bạn? Đi đến biển Bắc của Anh chứ không phải là đi Canada ha. Cái ý này là bị sai. Rồi như vậy chỉ còn lại cái ý D thôi. Câu D là câu trả lời của số 15. Rồi mình dịch nè. So we were so sure our whale watching trip would be a success. Why still had doubt? But you were right. Ông thì rất là chắc là những cái chuyến đi ngắm cá voi thì sẽ thành công, trong khi mà cậu cháu thì vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà ông đã đúng, là sao? Cuối cùng là đã nhìn thấy rồi, thấy cá voi đúng không? Rồi vậy mình chọn lại là câu D. Rồi mình sửa text 6 for 5 sentences has been removed from the text below. Có 5 cái câu mà bị lấy ra khỏi cái bài test for each question choose the correct answer. Đối với mỗi câu hỏi thì mình lựa cái câu trả lời đúng. There are 3 extra sentences which you do not need to use. Có 3 cái câu mà mình không cần phải xài. Ok, bữa hôm nay mình sẽ học what the point in studying music. Quan điểm về học âm nhạc là gì? Ok, many children have music classes when they attend school. And it taught that music can really help children with learning other subjects. Nhiều trẻ em thì học dự những cái lớp âm nhạc mà chúng nó học ở trường, khi chúng nó học ở trường. Và người ta nghĩ rằng âm nhạc có thể giúp trẻ với cái việc học các cái môn học khác. Rồi, for example, one research project looked at what happened when a class of children were divided into groups and given a simple task to do. With one group listening to music while completing tasks, and the other completes the task in silence. Ví dụ như trong một cái dự án mà nghiên cứu, thì cái gì đã xảy ra trong lớp học của những đứa trẻ được chia làm những cái nhóm và cho những cái nhiệm vụ đơn giản để làm. Một cái nhóm thì nghe nhạc trong lúc hoàn tất nó, nhóm còn lại thì hoàn tất cái nhiệm vụ trong im lặng. Ok, vậy tới đây là trước cái khoảng trống số 16. Sau khoảng trống, the first group perform better than the second. Mình thấy có the first, the second là phía sau khoảng trống. Cái nhóm đầu tiên thì nó thể hiện tốt hơn là cái nhóm thứ hai. Tại vì đây còn câu nên thôi mình đọc luôn. So this seems to suggest that music can improve performance in certain area. Vì vậy thì điều này dường như nói lên rằng âm nhạc có thể cải thiện cái hoạt động hoặc là cái thể hiện trong một cái lĩnh vực nào đó. Rồi vậy mình sẽ qua từ A, 8 cái câu này mình lướt nhanh qua ha các bạn. Thì khi mà các bạn lướt nhanh xuống, đúng ra cái việc này chúng ta sẽ phải làm trước khi mà các bạn đọc bài test. Chúng ta nên đọc lướt qua 8 cái câu này để ít nhất trong đầu mình á, mình có một cái ý tưởng gì đó khi mình đọc là mình hình dung ngay. Nó là cái cách làm xuôi. Còn cách làm ngược, khi các bạn đọc tới đâu các bạn rà tới đó thì nó hơi mất thời gian.
À, bây giờ giả sử như mình đã đọc trước rồi thì khi mà các bạn đọc trước và sau khoảng trống thì bạn rà xuống ngay chỗ câu e này nè. Lập tức mình thấy là and there are different between the two. The two này chính là one group and the other. Hoặc là sau khoảng trống mình thấy mention tới cái việc là the first and the second ha. Ok, one group and the other trong bài. Vậy ngay chỗ này mình chọn là e, hợp lý ha. Ok, các bạn xuống dưới đoạn 2. So, how exactly can you benefit from studying music? Như vậy chính xác là bạn có lợi từ cái việc học nhạc là như thế nào? According to some study, theo một vài nghiên cứu, musical training can develop the part of your brain that involve with language, so you can understand your own language better. À, cái việc mà huấn luyện về nhạc thì nó có thể phát triển một phần của não bộ mà liên quan đến ngôn ngữ. Vì vậy, bạn có thể hiểu được cái ngôn ngữ riêng của bạn tốt hơn. Sau khoảng trắng số 17 mình có And that a very useful skill to have. Rồi ngừng ở đây, mình qua bên đây mình kiếm trước và sau khoảng trống. Thì liên quan đến việc học nó chỉ có vị trí F là It could also help with learning a second one là hợp lý. Tức là all language là ngôn ngữ thứ nhất, second one là ngôn ngữ thứ hai. Và cái đáp này nè thì nó rất là hữu ích ha, một cái kỹ năng hữu ích để có. Rồi, ok, mình qua bên đây. À, số 17 này mình điền vô chữ F ha các bạn. Đồng thời mình vẽ đây, thầy giải thích cho các bạn nó liên quan với nhau. Rồi xong ha, tiếp tục. What more, young people who study music also seem to score more highly in other areas such as math. Rồi nghe chỗ này mình thấy chữ math thấy các bạn. Là gì? Môn toán. Rồi, ok, sau khoảng trống mình thấy for example, reading music include learning about quarter and half note, which are basically fraction like in math. Ví dụ như là học nhạc thì nó bao gồm việc học quarter là một phần tư, hoặc half note là nửa note, một phần tư hoặc là nửa note. Note này là note nhạc. Which are basically fraction mà nó liên quan cơ bản nó là gì? Phân số đó, giống như ở trong toán. Rồi vậy ngay chỗ này mình chỉ có thể điền được là câu C thôi. Đây bạn qua câu C bạn thấy gì? It could be that. Cái này nó có thể these school subjects are linked in some way. Thì những cái môn học school subject này có thể là math hồi nãy mình nói phía trước và nó link là nó kết nối với nhau bằng cách nào đó. Đó, ở phía sau ta cho ví dụ nè, đúng không? Rồi, ok, vậy câu 18 mình điền C vô ha. Rồi tiếp tục vô câu 19. Music also let you explore new idea. Âm nhạc cũng làm cho bạn khám phá được những ý tưởng mới. Think in a creative way, suy nghĩ theo một cái cách mà sáng tạo, and gain in confidence và đạt được sự tự tin. If you learning the guitar, for example, it can be really exciting when you're able to start inventing your own pieces of music. À, ví dụ như nếu mà bạn học đàn guitar thì bạn có thể thật sự phấn khởi hoặc là phấn khích thú vị khi mà bạn có thể bắt đầu sáng tạo một cái bản nhạc hoặc là một cái mẫu nhạc riêng của mình. Ok, and when you do that, you practicing your listening skill because you have to listen carefully to the music you making. Và khi mà bạn làm điều đó thì bạn đang thực tập cái kỹ năng nghe, thực hành kỹ năng nghe, bởi vì bạn phải lắng nghe một cách rất là cẩn thận cái nhạc mà bạn làm ra. Ok, đó là nội dung trước khoảng trống. Rồi sau khoảng trống mình thấy it's certainly essential when you join an orchestra, for example. Cái việc này hiển nhiên thì nó rất là essential bằng very necessary hoặc là very important. Nó là rất là thiết yếu. Vậy ở đây mình dịch nó là quan trọng. Nó hiển nhiên rất là quan trọng và rất là cần thiết khi mà bạn gia nhập vào trong một cái orchestra là dàn nhạc. Ví dụ như vậy. Vậy nếu bạn hiểu được cái mấu chốt của cái chữ orchestra này thì bạn sẽ điền được câu số 19. Orchestra là gì? Là dàn nhạc. Vậy có phải là mình perform with other people không? Vậy chỉ có cái ý này liên quan thôi. Cái điều này nè, nó rất là quan trọng khi mà bạn trình diễn với người khác. Khi bạn trình diễn với người khác thì chữ this đó quan trọng là bạn kỹ năng mà nghe của bạn á, ha. Bạn nghe âm nhạc. Cái kỹ năng nghe của mình nó rất là quan trọng khi mình trình diễn chung với nhiều người. À, vậy thì ngay chỗ số 19 này mình sẽ điền vô lại với bạn H ha. Ok, rồi qua bên chữ H mình đánh dấu vô là số 19. Ok, dễ không? Không dễ lắm ha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục. Còn câu cuối cùng.
One of the biggest benefits of course is that listening to music helps you to be less stressed. Một trong những lợi ích lợi mà lớn nhất, dĩ nhiên, là cái việc lắng nghe nhạc thì nó giúp cho bạn giảm stress, giảm căng thẳng. Ok, rồi trước khoảng trống, tới cái khoảng trống này mình điền một cái gì đó vô mà that should always be in a relaxed atmosphere though, to be effective. Tuy nhiên thì cái việc này nó luôn phải ở trong một cái bầu không khí cực kỳ thư giãn thì nó mới hiệu quả, to be effective. Vậy còn lại bên đây nè các bạn, mình quay qua đây mình thấy nó có mấy cái, còn lại 4 câu đúng không? 4 cái chỗ trống đó là A nè, A là 1, ok. Cái mình điền vô mình đọc thử. B là 2 ha. Rồi xuống dưới này mình có gì nữa các bạn? D à, và cái ý cuối cùng là một cái ý G. Rồi các bạn từ từ các bạn điền vô, các bạn sẽ thấy chẳng có cái nào mà hợp bằng cái câu B này hết. Tại sao? Reading music can make you feel the same way. Thì khi mà cái việc tạo âm nhạc đó đó, nó phải ở trong một cái bầu không khí thư giãn thì nó mới hiệu quả. Ok, tức là hiệu quả là giảm gì? Giảm stress á các bạn, đúng không? Hồi nãy mình dịch ở mép trước. Rồi ok, vậy ngay chỗ này mình đánh dấu vậy ha, mình điền vô. Chỉ có cái thằng này là nó đúng thôi. Ok, chọn vô đây ha. Rating music. Ok, make you feel the same way. Rồi mình chọn vô là câu B, là câu cuối cùng. Rồi ngay chỗ này mình đánh vô là B. Ok. Rồi B này nè, thì nó thế cho trong cái ý này, rating music là nó thế cho chữ, bắt đầu mới liên tục cái ý vô là that. That này thế cho rating music chứ sorry. That should always be in relaxed atmosphere đổ to be effective. Rồi còn câu nữa mình dịch luôn ha. And who know, ai biết được, maybe your musical knowledge will open up a great career path for you in the future. Và có lẽ là cái kiến thức về âm nhạc nó có thể mở ra một cái cơ hội nghề nghiệp, lộ trình nghề nghiệp lớn, con đường nghề nghiệp lớn tuyệt vời cho bạn trong tương lai thì sao. Rồi vậy mình thấy rất là ích lợi của cái việc học âm nhạc ha. Rồi vậy bạn nào mà chưa học nhạc thì nên học nhạc đi, kết hợp với học tiếng Anh ha. Ok. Rồi ok, mình sửa Test 6 Part 5 ha. A Trip History of Apples, lịch sử vắn tắt của trái táo. Do you always have a piece of fruit for your lunch? Bạn có thường ăn một mẫu trái cây cho buổi trưa không? If you do, it's probably an apple. Nếu có thì nó có lẽ là một cái trái táo ha. Ok, this is true particularly in places like Western Union, where apple have grown for hundreds of years. Điều này đặc biệt đúng ở những cái nơi như là miền của Tây Âu. Ok, nơi mà táo thì được trồng hàng trăm năm. So it would be easy to that where they came from originally. Cho nên cái điều này là có lẽ rất là dễ để làm cái gì đó nơi mà chúng nó là những trái táo đến, có nguồn gốc đến từ đâu. Rồi vậy mình qua ngay chỗ câu 21, mình có A, consider, cân nhắc. B, wonder, tự hỏi. C, imagine, tưởng tượng. Và D là expect, mong đợi. Thì bạn cứ lắp vô đi, bạn thấy cái nghĩa của nó sẽ sai. Chỉ có một cái chữ C là tưởng tượng. Và cái thói quen của người ta thường dùng là tưởng tượng rằng yeah, it's very easy to imagine that. Vậy mình đánh vô là C ha. Tí xíu thì sẽ khoanh sao, giờ khoanh nó càng giật, ngàn giật, chiếm màn hình lắm. Rồi, mình đánh vô đây, mình ghi vô trước là imagine, ok. Rồi, so it would be easy to imagine that where they came from originally. Rồi, in fact though, the fruit we know today have been on extraordinary over the century. Tuy nhiên cái trái cây mà chúng ta biết ngày nay thì nó có một cái gì đó phi thường. Ordinary là bình thường, extraordinary là phi thường, over the century, qua nhiều thế kỷ. Vậy thì cũng tương tự như vậy, mình có distance là khoảng cách, travel là du lịch, course là khóa học và journey là hành trình. Thì chỉ có chữ hành trình qua nhiều thế kỷ là nó hợp nghĩa thôi. Nên mình điền vô đây là journey ha các bạn. Ok, journey over the century. Rồi, research suggests modern apple ordinary, originally came on the way from Kazakhstan in Asia. Up in Europe. Partly because of people carrying goods along the famous Silk Road from Western Europe on the way to China in the East. Rồi những cái nhà nghiên cứu á, không phải nhà nghiên cứu, cái này các nghiên cứu thì nêu ra rằng cái trái táo hiện đại có nguồn gốc original là có nguồn gốc
Vậy originally là nó có nguồn gốc là này, cạn từ nó bổ nghĩa cho came nè, thì mình sẽ dịch là có nguồn gốc đến từ ha, cái con đường mà từ Kazakhstan ở châu Á và chấm 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 up ở châu Âu, một phần ở châu Âu, partly một phần, bởi vì người ta mang hàng quá theo dọc cái con đường tơ lụa nổi tiếng từ miền Tây Âu, on the way là trên các cái tuyến đường đến Trung Quốc ở in the east, ở hướng đông. Rồi như vậy nói dài 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 vậy đó các bạn, quan trọng nhất là ngay chỗ này nè, nó from và nó kết thúc. Vậy ngay chỗ này chỉ có một cái chữ ending up là hợp nghĩa thôi. Bởi vì các bạn cứ để vô đi, ở đây mình có nè, reach là ngoại động từ thì reach something chứ không có up. Ending up là kết thúc, ở ngay chỗ đó là hợp nghĩa. Còn set up thì nó bằng với establish là thành lập. Đó, không được, thành lập là không hợp nghĩa. Keep up là bắt kịp cũng không hợp nghĩa. Vậy chỉ còn cái B là ending up thôi. Mình điền vô 23 là ending up ha các bạn. Tiếp tục. This help to spread apple in both chấm chấm chấm. Cái này nè thì nó giúp để lan, spread là làm lan rộng ra. Như vậy nó trải rộng những cái cây táo hoặc trái táo này ra, in both chấm chấm chấm. Cả hai cái gì tương tự như vậy, chúng ta có both route lộ trình hỗn hợp, both way cách thức, both direction, both directions và both path là đường mòn. Vậy mình chọn là direction. Ok. Rồi tiếp tục, people chấm 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 down their apple after they finishing eating them, and the seed enter the ground and produce new type apple tree. Người ta làm cái gì xuống cái quả táo sau khi họ kết thúc cái việc ăn, sau khi ăn xong thì họ làm gì đó, rồi cái hạt của nó thì nó mới đi vào lòng đất ha, và sinh ra nhiều cái loại cây táo mới. Rồi như vậy thì sau khi ăn xong thì mình thường làm gì cái hạt các bạn? Ném cái hạt, làm rớt cái hạt, làm té cái hạt hay là đặt cái hạt xuống đất? Ăn xong thì dục nó đi thôi. Thì như vậy mình chọn A là threw. Ok. People threw down their apples after they finished eating them. Rồi cuối cùng, farmer were then able to start developing a much chấm 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 range of apples. Người nông dân và rồi có thể bắt đầu phát triển. A much là nhiều ha. Đây là một cái trạng từ nó bổ nghĩa cho cái gì đó. Range of apple, loại táo. Range of là bằng kind of. Như vậy mình qua bên đây mình có longer là tính từ. Thì rõ ràng hồi nãy thì nói là chữ much là trạng từ nó bổ nghĩa cho tính từ đó. Rồi dài hơn, deeper là sâu hơn, higher là cao hơn và broader là rộng hơn. Thì chỉ có cái nghĩa rộng hơn là hợp nghĩa thôi. Người nông dân có thể bắt đầu phát triển nhiều cái loại táo mà rộng hơn ha. Range up là many kind of, nhiều loại mà. Rồi còn mấy cái táo cao hơn là táo sâu hơn gì thì nó không đúng hết. Ok, vậy mình điền vô đây. Rồi thầy đọc lại lần nữa ha. Ok. A trip history of apple. Do you always have a piece of fruit for your lunch? If you do, it's probably an apple. This is true particularly in places like Western Union, where apples have grown for hundreds of years. So it would be easy to imagine that where they came from originally. In fact though, the fruit we know today has been on an extraordinary journey over the century. Research suggests modern apple originally came on the way from Kazakhstan in Asia and ended up in Europe, partly because of people carrying goods along the famous Silk Road from Western Europe on the way to China in the East. This helped to spread apple in both directions. People threw down their apple after they finished eating them, and the seed entered the ground and produced new type of apple tree. Farmers were then able to start developing a much broader range of apple. Ok, xong ha. Rồi quên nữa, mình còn phải qua bên đây nè. Mình làm cái công việc là mình đánh dấu mấy cái này nữa. Ok. Rồi, khoanh tròn vô ha. Qua trời đỏ luôn, bữa sau chắc phải đổi màu quá, màu này đỏ quá. 21C, 22D, 23B, 24C, 25A và 26D. Rồi, xong ha. Easy không? Dễ nha. Rồi, ok, text 6, part 6 ha.
Learning to Swim by Sophie Weber, by Sophie Weber. For each question, try correct word. Write one word for each gap. Chỉ viết có một từ thôi ha các bạn. Rồi, last month, I did something amazing, which I'd almost begun to think wasn't possible. Tháng rồi thì tôi làm một cái thứ rất là kỳ diệu, tuyệt vời ha. Mà cái mà tôi hầu như bắt đầu suy nghĩ là không thể. I actually swam one length of the swimming pool. Tôi thật sự đã bơi suốt một cái chiều dài của hồ bơi. I know it doesn't seem like ...achievement. Achievement là thành tựu đếm được. Mà ở trước nó không thể đứng khơi khơi bê đê như vậy, nên thiếu mạo từ mình điền vô ơ hoặc là an. Mà để ý ngay chỗ này nó bắt đầu bằng một nguyên âm, cho nên mình điền là an. Ok, an achievement, because swimming is something that everyone seems to learn really easily. Bởi vì bơi thì nó là một cái thứ gì đó mà mọi người dường như học rất là dễ. But there were just way I could manage it. Nhưng mà cái này there were là cấu trúc chủ ngữ giả, bạn sẽ không phải dịch bạn có, ở đây là cách. Nà, thì vậy mình nói chỉ không có cái cách nào mà tôi có thể manage, tức là sắp xếp và quản trị được nó. Như vậy mình sẽ dịch thoáng là không có cái cách nào mà tôi có thể control, tức là điều khiển được nó thôi. Đó, tức là bơi được. And it wasn't as if I hadn't tried. Và nó hầu như miễn là tôi không phải cố gắng. Cái câu này bạn hiểu sao đây? Tức là it wasn't as if, dường như có lẽ là tôi không có cố gắng gì hết, cho nên là tôi không có làm được. Apart from all the lessons I had at school. Apart thì luôn luôn đi với chữ from ha các bạn. Apart from là ngoài tất cả những bài học mà tôi có ở trường. I also went swimming with dad ...week. Bạn thấy chữ week ở đây số ít đúng không? Vậy thì mình sẽ làm gì? Each week hoặc là every week. Ok, ngoại trừ những cái bài học mà tôi có ở tại trường thì tôi cũng đi bơi với cha mỗi tuần. But in ...of all the practice I were getting, I still wasn't able to swim. Nhưng mà in spite of, ok, in spite of, in spite of all the practice I were getting, I still wasn't able to swim. Ok, in spite of là bằng bất chấp, bằng however ha các bạn. Nhưng mà bất chấp tất cả những cái sự thực hành hoặc là sự luyện tập mà tôi đã có thì tôi vẫn không thể bơi. Then one day, when I thought that were holding me up in the water as usual, I suddenly realized he wasn't. Và rồi một ngày nọ tôi nghĩ rằng ba đang đỡ tôi ở dưới nước giống như là mọi khi, thì đột nhiên tôi nhận ra rằng ông ấy không có làm việc đó. I was swimming all ...on. On gì các bạn? On my own, tức là tự bản thân tôi. Without help, mà không có sự giúp đỡ. After that, I swam several lengths of the pool. Và rồi sau đó thì tôi bơi nhiều vòng ha, suốt cái chiều dài của cái hồ bơi. I swam several lengths of the pool. Ok, so if you having trouble learning something, don't give up. It will definitely happen one day. Vì vậy nếu mà bạn có vấn đề khi mà học một thứ gì đó thì đừng bỏ cuộc. Nó chắc chắn là nó sẽ thành công một ngày nào đó. Happen ở đây mình dịch là xảy ra, mình dịch là thành công đi ha. Ok, rồi thầy đọc lại lần nữa. Learning to Swim by Sophie Weber. Last month, I did something amazing, which I almost began to think wasn't possible. I actually swam one length of the swimming pool. I know it doesn't seem like an achievement, because swimming is something that everyone seems to learn really easily. But there were just no way I could manage it. Okay. And it wasn't as if I hadn't tried. Apart from all the lessons I had at school, I also went swimming with dad every week. But in spite of all the practice I was getting, I still wasn't able to swim. Then one day, when I thought that were holding me up in the water as usual, I suddenly realized he wasn't. I was swimming on my own, without help. After all, I swam several lengths of the pool. So, if you having trouble learning something, don't give up. It will definitely happen one day. Ok, rồi xong test 6 ha.